Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Hàn Newca. Thì ngay bên cạnh em đây thì anh chị cũng có thể thấy hôm nay em mang đến cho anh chị một mẫu xe Kia Sedona 7 chỗ sản xuất năm 2015. Thì cũng có rất là nhiều anh chị đang hỏi em một cái câu hỏi là với khoảng tầm 7 đến 800 triệu mà anh chị muốn mua một chiếc xe chạy gia đình 7 chỗ mà phải đáp ứng nhiều nhu cầu như là đầy đủ tiện nghi, rồi kiểu dáng phải sang trọng, và cái đặc biệt nhất nó là phải là rộng rãi, thoải mái. Thì hôm nay bên em cũng có về chiếc Sedona này, cho nên em sẽ quay và review cho anh chị luôn nhé. Một mẫu xe này nó đầy đáp ứng đầy đủ cho anh chị luôn. Theo như anh chị thấy ở đây thì kiểu dáng ở ngoài nó rất là sang trọng, một màu đen nha anh chị nha, đen huyền bí. Rồi thì nó đầy đủ tiện nghi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi về cái độ tiện nghi và cái kiểu dáng sang trọng và rộng rãi của chiếc xe này luôn nha anh chị nhé. Thì với một chiếc xe đã qua sử dụng thì khi anh chị đến tại showroom, cái đầu tiên anh chị có thể đập vào mắt chúng ta là về lớp thân vỏ, cũng được coi một lớp áo của bên ngoài của chiếc xe. Thì theo như anh chị thấy ở đây, một chiếc xe Kia Sedona sản xuất năm 2015 không có bị thay đổi kiểu dáng hay là màu bếp gì đâu nha anh chị nhá. Tất cả đồ trên xe đều còn nguyên zin. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá chiếc xe này. Thân vỏ ở ngoài còn rất là bóng. Thì khi anh chị mua xe tại Việt Hàn Newca thì bên Việt Hàn có làm đẹp xe, dọn dẹp xe cho anh chị luôn, làm đẹp, dọn nội thất, rồi dọn lại máy, bóng loáng cho anh chị, ít nhất làm lên đến khoảng tầm 90% nha anh chị nha, cho anh chị yên tâm. Đó là về cái thân vỏ. Thân vỏ ở ngoài thì nó có, như em đã thấy là trước nó có cảm biến trước, và đằng sau nó chúng ta cũng là cảm biến sau nha anh chị nha. Đó là một cái phần gọi là tiện nghi của xe để cho anh chị có thể là đi căn chỉnh giữa đằng trước và đằng sau. Rồi, thì chúng ta sẽ đi vào trong khoang nội thất xem về cái độ tiện nghi và rộng rãi của nó nha anh chị nhá. Tuy là chiếc xe Sedona này sản xuất năm 2015 nhưng mà khi em mở cửa ở đây em thấy là có là cả một bầu trời công nghệ luôn nha anh chị nhá. Có rất là nhiều option xe để cho anh chị có thể dùng, bởi vì con này nó là bản GATH, bản full xăng nha anh chị nhá. Con này máy 3.3 Sedona. Đó, thì như ở đây em đã thấy có chìa khóa smart key, chìa khóa thông minh. Đó, em sẽ kể qua cho anh chị một số về option xe nhá. Nếu như mà anh chị nào mà ưu tiên về cái độ tiện nghi của xe thì ở đây nó có cả sấy ghế hai bên luôn này. Hai bên ghế này có thể sấy được, bên này thì có thể sấy được. Ba chế độ lái. Ở bên này thì chúng ta sẽ có hệ thống chống trơn trượt luôn, bởi vì xe này nó là xe 7 chỗ thì chúng ta rất là cần cái hệ thống chống trơn trượt nha anh chị nhé. Đi đường đèo tất cả các thứ thì nó sẽ an toàn cho chúng ta rất là nhiều. Đây có cả cruise control này, coi như tích hợp trên vô lăng, màn hình DVD đầy đủ nha anh chị nhé, cửa sổ trời. Với chiếc xe này, Sedona này thì form nó cũng sẽ hơi lớn so với các xe khác, vì nó rất là rộng rãi hơn rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta ở bên này nó sẽ có ở hai bên gương, và ở bốn đầu thì sẽ có cảnh báo điểm mù luôn nha anh chị nhé, để cho anh chị có thể là quan sát và biết được có những cái điểm mù của chúng ta, để chúng ta có thể đi ở trên đường và căn chỉnh hơn. Điều hòa 3 vùng khí hậu luôn này, 1, 2, 3 luôn. Đó, đầy đủ luôn. Nếu như mà anh chị nào muốn mua một chiếc xe 7 chỗ để chạy gia đình và đầy đủ tiện nghi nha anh chị nha. Đó, rồi, đây để em chỉnh ghế. Bên này có ghế điện luôn này, em chỉnh ghế cho nó vừa phải để có thể lái ngồi được nhé, để ra hàng ghế thứ hai mình có thể căn được là hàng ghế thứ hai nó có được rộng hay không. Đó, đây em, như anh chị thấy đây, em ngồi đây là em vừa lái rồi. Đây, đóng cửa. Đó, mở cửa này, rất là rộng rãi thoải mái luôn. Rồi, nếu mà để mà rộng rãi thoải mái thì chúng ta phải nói đến hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba của chiếc Sedona này, vì hàng ghế tài này của chúng ta thì ngồi lúc nào cũng thoải mái rồi. Quan trọng là thoải mái với người, ví dụ mà chúng ta có chở người thân, người trong gia đình chúng ta, thì chúng ta sẽ quan trọng nhất là cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Thì giờ em sẽ xuống cái hàng ghế thứ hai, ghế thứ ba để cho anh chị xem là cái ghế nó còn được nhiều, nó còn được mới hay không. Bởi vì một chiếc xe đã qua sử dụng thì em sẽ đi em quay qua cho anh chị về chất lượng xe thôi. Còn về cái chiếc xe này thì bên xe mới họ cũng đã quay cho anh chị rất là nhiều rồi. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến hàng ghế thứ hai nhá. Thì theo như anh chị thấy ở đây, em đang ngồi ở hàng ghế thứ hai đây. Hàng ghế thứ hai này thì chúng ta có thể di chuyển lên xuống được này. Đó, di chuyển lên xuống được để có thể là thoải mái để cho hàng ghế thứ ba nữa. Với chiếc Kia Sedona này thì đặc biệt của nó thì nó sẽ là cửa lùa nha anh chị nha. Đó, sẽ có nút bấm ở đây. Nếu như mà anh chị ngồi ở trong này,
chúng ta sẽ có nút bấm ở đây để chúng ta có thể mở và đóng cửa, hoặc là có thể kéo đây. Đó, nó sẽ tự động mở cửa cho chúng ta, và nó sẽ tránh cho chúng ta trường hợp là sẽ có một xe ở đằng sau, và khi mà chúng ta có cửa đóng mở thì chúng ta sẽ có vướng ở người bên ngoài. Nếu mà với chiếc cửa lùa này thì anh chị sẽ không còn lo vấn đề đó nữa. Đó, thì đây như anh chị thấy về rộng rãi hàng ghế thứ hai, quá là rộng rãi rồi. Rồi, em sẽ đi xuống hàng ghế thứ ba nha anh chị nhé. Đó, việc di chuyển từ hàng ghế thứ hai xuống hàng ghế thứ ba thì rất là nhanh và nó thoải mái nha anh chị nhé. Em có thể ngồi thoải mái ở đây rồi. Đầu em vẫn còn dư một khúc. Đó, rất là rộng rãi nha anh chị nhé. Thì em đã đi đúng 3 tiêu chuẩn của chiếc xe như anh chị đã hỏi em. Xe đầy đủ tiện nghi, kiểu dáng sang trọng và đặc biệt là rộng rãi, thoải mái. Thì với chiếc Kia Sedona 2015 này, bên Việt Hàn đang chào bán là 748 triệu nha anh chị nha. Nếu như mà anh chị nào ở tỉnh thì chúng ta chỉ mất thêm khoảng tầm 15 triệu tiền sang tên. Và nếu như mà anh chị nào ở Sài Gòn thì với chiếc xe này thì anh chị sẽ mất thêm khoảng tầm 30 triệu tiền sang tên nữa. Thì chiếc xe này sẽ về tên chính chủ và cà vẹt đứng tên chúng ta luôn nha anh chị nha. Và thêm một điều nữa, Việt Hàn có hỗ trợ cho anh chị một phần nữa. Nếu như mà anh chị nào mà đang có cái nguồn vốn mà nó thấp, chưa đủ để lấy toàn bộ xe, hoặc là cái nguồn vốn của mình muốn để nó lưu động để mình làm những công việc khác, thì bên Việt Hàn có hỗ trợ cho khách hàng là mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi, và anh chị có thể vay được tối đa 70%, tối đa trong 5 đến 6 năm tùy xe nha anh chị nhé. Còn riêng với chiếc Kia Sedona này thì nếu như mà anh chị vay thì anh chị sẽ vay được khoảng 70% và tối đa trong 4 đến 5 năm. Tương đương anh chị sẽ vay được con này khoảng tầm 450 triệu và anh chị đưa trước khoảng tầm 330 triệu đến 3,5 năm thì anh chị có thể nhận xe liền rồi nha anh chị nha. Đó cũng là một cái cách và một cơ hội để mình có thể sở hữu một chiếc xe mà mình đang mong muốn sở hữu. Còn về chất lượng xe thì anh chị yên tâm, khi mua xe tại Việt Hàn thì bên Việt Hàn có cấp giấy cam kết chất lượng cho anh chị luôn. Đó là 5 cam kết vàng, xe không bị tai nạn, không bị thủy kích, không bị đại tu, nguồn gốc rõ ràng và hồ sơ giấy tờ hợp lệ. 5 cam kết này sẽ có giấy cam kết đàng hoàng cho anh chị và bao tết toàn quốc về chiếc xe mà bên Việt Hàn bán ra nha anh chị nha. Cho nên là anh chị yên tâm về cái chất lượng xe. Rồi, thì cái video này của em thì nó cũng đã gọi là hết thời gian rồi. Thì nếu như mà anh chị cảm thấy cái video này của em nó hay, nó giúp được cho anh chị chọn được một chiếc xe phù hợp và một địa điểm mua xe uy tín, thì anh chị hãy cho em một like, một share và một đăng ký kênh để em có thể có động lực để em làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.